Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường Hà Huy Giáp, cái hướng từ cầu Gành đi về ngã năm công viên Biên Hùng. Và ngay khu vực chỗ này là gần ngay chỗ chợ Hãng Dầu thuộc phường Quyết Thắng và phường Thống Nhất. Ở ngay đoạn này là phường Quyết Thắng quý vị ha. Đây là chợ Hãng Dầu nè, chợ Hãng Dầu người ta bán đằng trước quá trời luôn, nhưng mà chợ Hãng Dầu thì người ta không có bán cả ngày quý vị, người ta chỉ bán có chút xíu buổi sáng à là người ta ngưng rồi. Đó. Hai bên đường người ta bán dọc đường nhiều lắm quý vị, lý do là bây giờ là chợ vẫn chưa được mà bán cho nên là người ta phải bán ngoài đường thôi, bán ngoài đường còn dễ bán hơn trong chợ quý vị, bán ngoài đường thì mọi người đi mua cũng dễ mà ông bà con tiểu thương không bị tốn tiền chỗ ngồi thuê ký ốt. Đây là con đường hay gọi là phố ăn sáng đây. Rất là nhiều người đi đến con đường này để tìm những cái quán ăn sáng. Những cái quán ăn sáng rất là bình dân, đơn giản. Nhưng mà lúc nào cũng đông khách. Con đường này Phú còn gọi là con đường được trang trí đẹp nhất ở thành phố Biên Hòa luôn. Quý vị có thể thấy hai bên đường đó, cột đèn xong rồi là trang trí đèn hoa đủ thứ. Buổi tối ở đây người ta mở đèn đẹp lắm quý vị. Bên khu vực này thì đa số toàn là cơ quan nhà nước không à, nhà thường dân thì cũng ít lắm đó. Đây là tỉnh ủy Đồng Nai này đó. Đi thẳng đường này xuống ngã năm công viên Biên Hùng luôn quý vị ha, chứ không phải là ngã năm chuồng chó đâu. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021. Bây giờ là 10 giờ sáng quý vị. Nắng rất là cao và gắt. Đèn hết cái làn da đen luôn. Chờ cái đèn đỏ đó quý vị. Chúng ta gặp vào ngã tư giao nhau với đường Võ Thị Sáu. Rẽ tay phải thì đi qua khu ăn chơi bậc nhất. Rẽ tay trái thì đi qua đường Võ Thị Sáu mà ngay khách sạn Hòa Bình đó. Là cứ đi thẳng đây. Đi thẳng ra ngay ngã năm công viên Biên Hùng. Đấy, quý vị thấy con đường người ta trang trí đẹp không? Mà con đường này Phú thấy người ta cũng hay sửa đường nhất luôn á. Cứ một thời gian là lại tráng nhựa lại, tráng nhựa đường lại, con đường nó đẹp lắm. Đi ít khi bị ổ gà, ổ voi lắm. Các quán ăn ở trên con đường này thì đã mở cửa hết rồi, buôn bán bình thường trở lại. Quý vị thấy là xe cộ đậu rất là nhiều đúng không? Quán cà phê này. Ôi ôi đông quá trời luôn. Quán cà phê, quán ăn ở đây đông quá trời luôn. Sau 3 tháng bị phong tỏa, làm ăn rất là khó khăn. Cho nên là nếu thấy quán nào mà đông đông thì cũng rất là tuyệt vời rồi quý vị. Chung thôi thì điều hưu lắm. Đây, chúng ta đến ngã năm công viên Biên Hùng, vòng xoay tháp đồng hồ. Rẽ tay phải, chúng ta sẽ đi vào ga Biên Hòa. Rẽ tay trái, chúng ta có hai hướng, một hướng đi ra ngã Ba Thành, một hướng đi ra quảng trường sông phố. Còn đi thẳng cái đường này là đường 30 tháng 4, chúng ta sẽ đi ra khu vực Dốc Ngô Quyền, công viên Đài Kỷ Niệm, ngã Ba Vườn Mít. Mình sẽ đi cho quý vị xem nha. Đây đường 30 tháng 4. Chỗ này là bánh mì Như Huệ, lúc nào cũng đông. Người dân Biên Hòa ta thích ăn bánh mì Như Huệ nên lúc nào cũng đông quý vị. Con đường 30 tháng 4 Dốc Ngô Quyền. Giờ này là 10 giờ sáng. Cho nên là mọi người đã mở cửa kinh doanh hết rồi. Kinh doanh buôn bán hết rồi. Còn nếu mà giờ này mà chưa mở cửa là coi như là cái tiệm đó là hôm nay là nghỉ luôn đấy, tại vì trễ quá rồi.
Con đường này thì Phúc nhận thấy là người ta cứ bán tấp nập, xong rồi khi mà Biên Hòa có biến người ta lại ngưng lại, người ta lại bán bớt lại, rồi chờ tình hình nó lắng lắng xuống người ta lại bán tiếp. Con đường này Phú hay gọi vui là con đường sống chậm, bởi vì người ta buôn bán rất là trễ. Đây, vịt quay. Vịt quay đồng quá, người dân Biên Hòa rất là thích ăn vịt quay và heo quay các vị. Cái chỗ nào vịt quay heo quay là thấy cũng đông hết á. Đây là trường Ngô Quyền. Trường Ngô Quyền hôm nay chắc lại tiêm vaccine nữa. Đúng rồi, trời ơi, quán cà phê các bạn tin đông quá. Trời ơi, bên trong trường người ta đi tiêm vaccine các vị, rất là đông luôn á. Khu vực để xe này, đây chúng ta ra tới cái bồn nước to ở Biên Hòa này, rồi tới công viên đài kỷ niệm ha, ngã ba vườn mít. Công viên đài kỷ niệm đây quý vị. Đó, xe nó cứ chạy băng 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 qua. Ở đây là trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai này, rồi trường tiểu học Trịnh Hoài Đức này. Khu vực chỗ này là có nhiều quý vị có chia sẻ Phú là xưa là trường Khiết Tâm đó, rồi trường trung học Trần Hưng Đạo này. Đó, chúng ta chờ cái đèn đỏ ngay ngã ba vườn mít, Phú sẽ đi thẳng về cái đường Nguyễn Ái Quốc, quay cho quý vị xem. Thế quý vị thấy đông không? Đèn đỏ phát là đông quá trời luôn. Ta chờ đèn đỏ chút xíu quý vị. Đi thôi quý vị ơi. Ngay khu vực ngã ba vườn mít quý vị ha, đi qua bên này là chúng ta đi qua đường Phạm Văn Thuận, quốc lộ 15 cũ đó. Còn đây là đường Nguyễn Ái Quốc nè, quốc lộ 1A hồi xưa đó, quảng trường nè. Đây thì chúng ta sẽ đi thẳng cái đường này, đi về hướng ngã tư Tân Phong nha quý vị. Khu vực chỗ này là hai phường. Bên phía tay phải của Phú đây là phường Tân Tiến, còn bên kia đường là phường Tân Phong. Hai phường có chữ Tân nằm song song nhau. Bây giờ là 10 giờ sáng quý vị, nắng rất là cao và gắt. Cam Lạc An 15.000 một ký, sổ hết luôn. Ở trên kia bán có 12.000 một ký à, mà người ta bán bình thường có sổ hết á, còn ở đây bán 15.000 một ký sổ hết luôn. Ở khu vực chỗ này hồi trước cũng có nhiều quán cà phê lắm quý vị, cũng nhộn nhịp sầm uất lắm. Và về sau này rồi á là những cái chỗ này dần dần người ta không có kinh doanh cà phê gì hết á, cho nên cái đoạn đường cái này nó vắng đó. Dần dần rồi giới trẻ người ta cũng không có thường lưu ý tới những cái chỗ này nhiều. Người ta tập trung về những cái nơi mà nhộn nhịp hơn, ví dụ như là đường Võ Thị Sáu. Bên đấy bạn trẻ đến đấy vui chơi nhiều. Rồi phố Trà Sữa, Phan Trung, đường Năm Cũ. Cho nên ở đây mà mở ra những cái quán cà phê thì mở ra những quán cà phê máy lạnh. Cái sức chứa nó tầm khoảng có 30 người, lai rai như thế thôi. Đường vào giáo xứ Bình Hải quý vị ha. Cho quý vị coi đường xá cũng như là quán xá ở trên cái đường này buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ ha.
xe lớn xuống mà mấy ông này là toàn chạy ngược chiều không à. Ngay khu vực chỗ này là có chợ Phúc Hải quý vị. Chợ Phúc Hải bây giờ là chợ Tân Phong đó. Cơm tấm Minh Xuân rất là ngon. Bây giờ người ta cũng bán mang đi là nhiều. Ở bên phía bên kia đường là chợ Tân Phong nha quý vị, chợ Phúc Hải đó. Cũng chưa có được bán đâu, nhưng mà cũng nhộn nhịp lắm. Ngay khu chỗ này tiệm vàng không à. Đường đang đông xe mà cứ đứng lại giữa đường không à, quá nguy hiểm luôn. Đây là nhà thờ giáo sư Phúc Hải quý vị. Chắc đang có đám tang sao thấy treo cờ tím quá trời luôn. Chỗ này là cái gì đây? À, rau củ quả. À, gì đây? Cô gái Đà Lạt bán rau củ sạch sẽ, su su 8.000. Cô gái Đà Lạt bán rau củ quả sạch sẽ, su su 8.000. Quá hay. Rồi, chỗ này là tới cây cầu Tân Hiệp. Nó nằm ở ngay chỗ nhà lao B5 cũ hồi xưa đây này. Nhà lao B5 cũ hồi xưa ở đây bây giờ gọi là di tích nhà lao Tân Hiệp nha quý vị. Di tích nhà lao Tân Hiệp. Nơi này là cũng được xây và trùng tu rất là nhiều, nhưng mà sau 3 tháng dịch là nhìn nó muốn xuống cấp hết rồi. Ngay chỗ này chúng ta gặp một ngã ba này, rẽ tay phải đi qua đường Dương Tử Giang để đi qua cái đường năm cũ. Hôm nay chở đèn đỏ chút xíu nha. Đi thôi quý vị ơi. Tôi sẽ tiếp tục đi thẳng cái đường Nguyễn Ái Quốc nha. Tới đây thì vẫn là phường Tân Tiến và Tân Phong quý vị. Quý vị thấy hai phường này nó rất là rộng và dài ha. Đó, xe lại đứng giữa đường nè. Xe đứng giữa đường cho nên là không dám chạy ra ngoài luôn quý vị. Đằng sau xe lớn không à. Khu vực chỗ này là ngay bệnh viện Tâm Thần, bệnh viện Trung ương 2. Tôi sẽ đi thẳng cái hướng này về ngã tư Tân Phong. Quay cho quý vị xem. Ồ, các quán cà phê ở đây hôm nay mở cửa hết rồi, nhộn nhịp quá. Đoạn này nó cực kỳ mát luôn quý vị. À, quý vị thấy không, hàng cây xanh này. Đó. Rồi cái ánh nắng thì nó chiếu ở trên cao, những cái tòa nhà nó che phủ cái con đường bên này rồi, rất là mát. Nếu mà đi ngược hướng bên kia thì nắng lắm. Cửa hàng ở đây vẫn còn đóng cửa khá là nhiều nè. Nhiều cửa hàng vẫn chưa mở cửa các vị. Hẻm vào chùa Phi Lai, phường Tân Tiến.
Đấy các bạn, chỗ này là ngay chỗ bệnh viện 7B các vị. Bệnh viện 7B ở đây. Bệnh viện quân y 7B. Trong này cũng đang làm khu cách ly luôn. Để chúng ta đến ngã tư Tân Phong quý vị nhé, trung tâm thương mại Bixi Tân Hiệp. Cũng đã chạy thẳng qua bên kia luôn và thay cái cục pin máy quay đã, rồi tiếp tục cái hành trình quay cho quý vị xem nhé. Thì cái video này cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an trong giai đoạn này quý vị nhé.